Rồi bên mình bên võ thì cái tầm gái nó cũng cao nữa, ghét dễ sợ, cầm bóng rồi chọi đứng xa xa chọi cho chắc. Còn say thì thoải mái ngủ đâu ngủ. Ừ. Chồng lên nhau ngủ. Má trời chồng lên nhau. Năm nay năm cuối nên là tụi em tập trung vô việc học. À năm nay vẫn còn học đây. Dạ, dạ anh vừa thi tốt nghiệp xong. Ồ, như vậy là cưới rồi xong rồi vẫn đi học. Dạ. Rồi cưới xong rồi thì ba mẹ có hỗ trợ được tí nào không? Thì cũng có, cũng ba mẹ có hỗ trợ. Tí nào mình kẹt quá thì mình thả thính về nhà. Dạ. Lần thì nó dối em để đi gặp người đó. Nó là cho lên thăm anh của anh á, là ở trên quận 12 á. Nghĩ lắm, tự nhiên em đi mà trong lòng sốc sốc ruột nữa. Rồi cái gọi cho hai ông anh ở trên nhà trên kia, mỏi tí có lên đó không? Anh kêu đâu thấy tí gì đâu. Trời thiệt em xì khói luôn. Nổi lỗ tai rồi lắm. Trời lúc đó về chị không mặc khỏi đi đâu. Mình nói anh đi lên nhà anh Hải thiệt mà. Em là cái choang bể cái điện thoại. Hết rồi, bất quá rồi. Em cũng là bị lên gối rồi đúng không? Thì là đưa chân lên đó. Giờ bao giờ bực em tôi dài luôn. Một chơi đó. Một chơi. Bình giờ nhảy đang đứng đằng trước là đưa chân vô cái mặt này nè. Đưa chân vô là gần mặt vậy không? Xong kêu trong trong quay lại cái để chân vô mặt. Cái chân luôn lên mặt đó. Gì hả? Còn nhiều trò gì đó. Đá là qua đầu em luôn á. Trời ơi. Dạ. Thôi giờ xin mời hai người giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quốc Thượng. Xin chào chị Hồng Vân. Em tên là Hoàng Phúc Tý, năm nay em 23 tuổi. Hiện đang là vận viên bóng chuyền. Wow, vận viên bóng chuyền. Em hiện ở đâu? À, hiện em đang ở thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thế vợ Tý? À, em tên là Yulani, năm nay 27 tuổi. À, em đang là vận động viên Taekwondo. Rồi ạ, à, Tý với Yên là gặp nhau trong một cái sân vận động nào? Dạ, hai vợ chồng em học chung trường ở Đại học Thể dục Thể thao. Yeah. Dạ, chung khoa huấn luyện thể thao, chung khóa 36. Dạ, thì tình cờ quen nhau là học chung môn một môn võ tu, đó là môn bóng ném. Ném? Dạ. Thế là ném trúng nhau rồi quen nhau? Dạ, lúc đầu là nghĩa là anh kinh khủng, người đó chảnh, hay là cái gì cũng làm giỏi, cái gì cũng làm trước. Bên mình bên võ thì cái tự ái nó cũng cao nữa. Ghét dễ sợ, cầm bóng rồi chọi đứng xa xa chọi cho chết. Yeah, nhưng mà lúc em gặp bạn này em có ấn tượng liền không? Dạ không. Hay là từ từ rồi mới thấm thấm dần dần. Dạ thì cũng học chung lớp, bạn này lại thích chơi bóng chuyền. Ừ. Nhưng mà lại không biết chơi, cho nên là mới nhắn tin Facebook nhờ em dạy giùm bóng chuyền. À. Thì tập có mấy buổi à? Thấy thích rồi, thấy bạn cũng nhiệt tình thì chỉ rồi cái gì cũng biết làm. Thấy không, là khả năng tự bươn chải là tốt, đèn đuốc rồi xe cộ gì đó sửa trong nhà trọ của em á, cái gì cũng sửa giùm hay làm giùm, cái gì cũng biết. Thì lúc đó cũng để ý rồi cũng thích. Cuối cùng sao? Cuối cùng sao? Thì tháng đầu tiên thì có đi về, xong rồi tháng thứ hai thì ở lại luôn. Có trả tiền luôn. Xe phòng với người ta không hay là dạ hay không? Là thì ở đâu nhưng mà mình đâu có đăng ký với chủ đâu. Mà ở là ở thì sao? Nói chung thế nào chơi quá đè thì ngủ lại, mà chơi sớm sớm còn xe buýt thì về. Ngủ lại thì ngủ sao? Ngủ lại hả, thì nhắm mắt ngủ thôi. Ừ thì này kia được. Ngủ lại thì nhắm mắt biết rồi, nhưng mà ngủ có vừa ngủ không hay là say thì ngủ đại trà, còn không say thì gác với lại ở dưới, tại vì phòng ở chung chứ không phải là ở riêng một mình em. Ừ. Có bạn nữa, còn say thì thoải mái ngủ đâu ngủ. Ừ. Chồng với nhau ngủ rồi ba trời chồng lên nhau ngủ. À. Tập khai nha, tập khai nha. Hai bạn mà cái là bạn ngủ chồng lên nhau không? Chắc là khoảng 2 năm là cưới. À. Có nghĩa là tụi em đã có thời gian sống thử với nhau 2 năm. Dạ. Rồi lúc sống thử vui không? Có vui, dạ, có buồn. Có vui mà cũng buồn. Vậy hả? Buồn là gì mà vui là gì? Nói chung là mới rút đầu vô á, thấy vui rồi đó. Rồi sau khi đó thì vấn đề buồn á, thì cái vấn đề kinh tế là nó khó khăn. Ừ. Thật sự em thì lớn tuổi. Ừ. Rồi anh thì giống như là ở dưới quê lên, rồi ở thì ba mẹ nhà cũng khó khăn nên thành ra là cũng tự thôi. Ừ. Mà hai đứa thì lúc đầu khó khăn là từ tiền trọ, sau bắt đầu tiền học, rồi tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền kính thư, các loại tiền luôn. Mà ăn lãng hơn người ta, tại vì dân thể thao mà ăn dữ lắm à. Dạ, truyền, nói chung ăn là nấu ăn á, thì anh cũng không có kén chọn đồ ăn, có gì ăn đó, rau rau muối muối. Vậy là sao mà nhiều cái như vậy mà vẫn đến với nhau, vẫn quyết định là cưới? Chứ thường là trong giai đoạn sống thử mà nhiều những cái mà không giải quyết được, ví dụ như chuyện tiền bạc, dạ, kinh tế rồi thì thế này nọ kia thường là rã luôn á. Lúc mà thiếu thốn quá thì hai đứa phải suy nghĩ ra là hay đi làm. Em xin vợ là vợ thôi cho anh đi làm đi. Mà em làm cái gì? Hồi đó em có đi xin làm thợ hồ.
Đi làm được một tuần thì vợ không cho đi làm nữa. Lúc em mới kêu là hay là mình buôn bán nhỏ nhỏ gì đi. Rồi cái hai đứa sáng lên là làm xe cà phê chở em ra cái chỗ khu công nhân, xong rồi em đứng em bán. Thì cũng chịu khó bán được hai tuần. Xong rồi dư tiền ra thì làm một cái xe sôi chiên. Tụi em bán ổn định nhất là được 1 năm rưỡi. Tới giờ thì còn bán không? Dạ không, năm nay năm cuối nên là tụi em tập trung vào việc học. À năm nay vẫn còn học đây? Dạ, anh vừa thi tốt nghiệp xong. Tốt nghiệp xong. Ồ, như vậy là cưới rồi xong rồi vẫn đi học. Dạ. Rồi cưới xong rồi thì ba mẹ có hỗ trợ được tí nào không? Thì cũng có, cũng ba mẹ có hỗ trợ. Khi nào mình kẹt quá thì mình thả thính về nhà. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau về rồi, tụi em đã có một quá trình sống thử với nhau vậy rồi. Vậy thì giờ sau cái thời gian sống thiệt, sống thiệt được bao lâu rồi? À, được 7 tháng. 7 tháng hả? 7 tháng nay thì có cái gì nó thay đổi hơn so với thời gian sống thử không? Không, em lại thích cái khoảng thời gian lúc trước hơn. Tại vì vui nhiều hơn. Dạ. Lúc đó là quá trình mình tìm hiểu về nhau kỹ nhất. Rồi những cái tính xấu nó bọc ra, là những cái tính, nói chung là xấu nó lòi ra nhiều hơn. Nhưng mà nói nghe nè, bạn có ghen không? Ghen dữ luôn. Ghen dữ luôn hả? Ghen dữ. Tại vì tôi không tưởng tượng được bạn này không mà con nhỏ nào dám sát. Võ sư mà bạn ghen thì thôi rồi đó. Đó giờ dữ lắm. Tí có lén phén gì không? Dạ có, không phải là lén phén mà là cái lúc mà mới vô sống thử á, thì bắt đầu tình cũ tình mới lèo phèo quá. Thôi em phải trị dứt điểm. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy nghe cái câu là biết. Biết là con nhà võ ghen liền. Trị dứt điểm rồi trị sao? Thì lúc trước cũng có quen một cô. Thì cô đó cũng nhắn tin rồi mình nói chuyện bình thường thôi. Mà vợ thì ghen quá thì lại là suy nghĩ nhiều cái ra. Vợ kêu là không được quen nữa, giờ anh phải đưa điện thoại, đưa Facebook, đưa hết tất cả đây cho em để em quản lý hết. Nó trị dứt điểm bằng cách nào? Nói là ảnh hay lắm, vẫn còn liên lạc qua lại. Em thấy nghi lắm, trước mặt em thì chỉnh chu, đàng hoàng, nhưng mà sau lưng lèo phèo. Em bực mình lắm, cô đó gọi điện thì em bắt máy hết. Để anh giải quyết, em thấy cái giải quyết của anh 2 ngày rồi chưa giải quyết xong. Trời ơi, mới có 2 ngày mà chưa xong mọi chuyện. Ủa, em là không có chấp nhận, đã chọn về chung là phải sạch sẽ mới bước vào phòng em, chứ không để này kia. Lỡ nó di căn phải có thời gian sắp. Không có phải không có thì em nói chung là em muốn rõ ràng thôi, để lấy được tình cảm của em hết, em chăm sóc hết thì phải sạch sẽ hết hoàn toàn. Chăm sóc hết là sao? Nói chung là 100% là con người của em, chứ không phải là dính dáng cái mùi nào của ai cả. Mà bán mùi đi hết rồi, mùi của tôi. Thì em chỉ có là không cho nhắn tin ông này kia thôi, và tất cả điện thoại số của người nhà là em đều cho là số của em hết. Tức là em đã nói với gia đình ảnh là ảnh cũng công khai là con đang ở chung với lại bạn này rồi này kia, rồi mẹ cứ liên lạc qua bạn này. Chứ còn không có một lần thì nó dối em để đi gặp người đó, nói là cho lên thăm anh của anh á, là ở trên quận 12 á. Nghi lắm, tự nhiên em đi mà trong làm sốc sốt ruột nữa. Rồi cái gọi cho hai cái ông anh ở trên nhà trên kia, mỏi tí có lên đó không, cái anh kêu đâu thấy tí gì đâu. Trời thiệt, em xì khói luôn, nổi lỗ tai lỗ đồ lắm hả. Xong rồi em đợi tới 7 giờ mới về, mà em có gọi nhưng mà thuê bao, rồi có lúc thì không bắt máy, rồi sau thì thuê bao nữa. Trời em muốn điên luôn. Rồi cái em cứ ngồi gầm gầm ở nhà, cái lúc đó về chỉ hẳn mặt hỏi đi đâu, mày nói anh đi lên nhà anh Hải thiệt mà. Em làm cái choang bể cái điện thoại. Hết rồi, tất quá rồi. Nhưng mà em chứ không hỏi. Là bị lên gối rồi đúng không? Nghĩa là đưa chân lên đó, giờ có bao giờ bực em? Tôi không hoài luôn. Bực chơi thôi. Bực giỡn giỡn nhai, em đang đứng đằng trước là đưa chân vô cái mặt này nè. Đưa chân vô là gần mặt hiểu không? Đó. Xong kêu trong quay lại cái để chân vô mặt. Là nguyên cái chân luôn lên mặt đó. Chứ còn nhiều trò gì nữa. Đá là qua đầu em luôn á. Trời ơi. Chân ê, chút nữa biểu diễn đá. Đá qua đầu em luôn. Em thích chơi mấy cái trò đó. Giỡn nhai. Quá dị, giờ là trò còn trò gì nữa không? Thì em thấy anh ngủ. Đang ngủ ghê. Ngủ thì em hay thích bịt cái mũi đổ muối cộng ấy. Trời ơi, chị. Thôi em thức dậy á, mỗi lần ngủ à cái miệng ra vậy là em bịt cái mũi nè, xem bỏ muỗng muối vô chọn. Rồi tỉnh dậy á, em ngủ không được là em cũng không muốn ảnh ngủ. Trời ơi. Tại vì vợ thức khuya á, em đi tập cả ngày về mệt á, nên em ngủ liền. Bà lại muốn nói chuyện với mình á. Đúng rồi. Mình lại ngủ mất tiêu rồi. Cứ sáng mũi ra mở mắt ra là chẳng thấy đâu hết. Cái tối khuya cái về xong rồi tắm ấm rửa ăn cái gì xong bay ngủ mất tiêu. Không bằng ăn gì được á. Bây giờ hai chồng có con chưa? Dạ tụi em chưa có tính tới. Rồi giờ sống thiệt với sống thử thấy lòi ra thêm tật xấu gì nữa không?
xấu vợ vợ chỉ có giỡn nhây thôi. Nhây chứ không lầy dạ, đúng lầy, không lầy 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 lầy, lầy, lầy lắm rồi đó. Sáng mà dậy mà em dậy sớm, em thường dậy sớm là em đi xuống là bắt đầu là nắm chân nắm tắt là nắm mà anh ơi ngủ thêm xíu nữa đi. Ừ. Tầm 5 giờ thấy lục đục là em bất an, là thấy ổng vui đó là chuẩn bị bỏ rơi ở nhà. Thôi rồi ảnh cứ ngồi dậy là em đu đi cái chân ở nhà đừng có đi mà. Ủa cuối cùng cũng ngủ lại, anh rớt xuống gác thôi, anh đi xuống gác rồi mình cũng ngủ lại nhưng mà thấy buồn buồn tủi lắm. Thấy được không? Dạ. Rồi em thì thích chơi mấy cái trò nào mà dễ đau ảnh á. Trời ơi trời ơi, cái trò gì đá đau, đá đau lắm. À đang đi vậy thích lên gối chơi cái cho đau vậy không? Mà lên gối chỗ nào? À chỗ nào cũng lên, được. Nhắc lên bụng. Đó là em thích cho anh giật mình á. Thế rồi đi em để sẵn cái chân kêu cái bật coi mà làm càng mạnh càng tốt. Hồi nhiều khi anh đang đi vậy em đá chăng cái ngay cái chỗ này xong lục xuống cho anh giật mình vậy là em khoái lắm. Có lần nào em quạo không? Dạ có nhá, quạo nhiều. Quạo xong rồi quạo mà có khi nào sáng bả lại một cái không? Không dễ có lần không? Quạo quá đấm tay vô tường. Thế rồi tí tí có tật xấu gì? Tí hả? Tí ở dơ nhưng mà không, em thấy cha để thao ai cũng vậy hết à. Ở dơ mà đểu nữa. Đểu hả? Cha để thao là chùm đểu luôn. Tại vì đứa nào nó cũng có một cái form người rồi cái mặt rồi này kia rồi có một tí tài lẻ nữa. Tí tài lẻ gì? Tí hả? Tí ít xéo mà tí không có chu cái miệng lên giống người ta à. Thì đâu sao đâu tí. Mà ít xéo mà cười. Ít sao đâu. À ấy ví dụ bây giờ cái này mà mình gãy cây răng thì mình đâu có cũng vậy, cũng vậy à. Tại vì cái này nó không hết bằng cây răng mà hết bằng cái lưỡi à. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Tí bớt nhây bớt lời, nấu ăn cho em ăn à. Ủa đó giờ không biết nấu ăn à? Vợ biết nấu ăn nhưng mà vợ lười lắm. Dạ. Toàn em nấu thôi. Nhớ nha, bớt nhây nè, bớt lầy nè, nấu ăn cho chồng yên tâm đi, con cục ra là hết nhây với lầy à. Còn vợ sao? Em chỉ mong anh là ra ngoài xã hội thì nói nhiều mạnh dạn hoặc bác hơn chút. Tại anh nhát quá. Nay đăng ký chương trình này cũng lên cho anh chút đám đông rồi anh nói anh chuyện gì đó thì nó vui thôi. Hồi nãy giờ quý vị có thấy là tí phải là người nhút nhát không? Chưa đó, tới tầng... nghe chưa? Chưa tới tần số. Với lại có thể là do có cô vợ hiền quá cho nên nhiều khi cũng không có học lộ. Nhiều khi cũng vậy, chắc cũng vậy. Mà hai vợ chồng mà nói trắng ra luôn bây giờ quánh lộn tay đôi đứa nào thắng? Theo em có mặt giáp đánh nhau rồi. Ai thắng? Thì chắc ảnh thắng thôi, tại ảnh con trai mà. Nhưng mà đánh kỹ thuật tính điểm của mình thì mình phải nhanh hơn, mình dẻo hơn. Không không có nói tính kỹ thuật gì. Dạ, quánh, đây quánh, là quánh phun rô. Anh sao ta cả. Cái này là quánh phun rô. Chắc em thắng tại vì ảnh cũng không dám quánh em đâu. Sợ, nói mà sợ. Biết sao chị hỏi câu đó? Thường mấy người mà hiền hiền á dễ cọc lắm đó. Mà người ta người ta hiền là tại vì người ta thương mình, người ta yêu mình, người ta hiền người ta nhịn thôi. Chứ cái lực này, cái chiều cao này á, mình có kỹ thuật mình quýnh cũng lợi đâu. Dạ, một khi phun rô lên rồi là khỏi lợi đâu ha. Dạ. Cho nên là cũng có mấy lần đạp cái té lụi cùi không thì đó thì cười. Bởi chị mới dặn nè, nói chung là biết cái câu mà con dung xéo lắm cũng quằn không, hoặc là không được dồn người ta vào bước đường cùng nghe. Giống như chị dậu là không có được, đừng xảy ra trường hợp anh dậu nghe chưa. Có nghĩa là mình đến mức nào đó thấy đủ là ngưng. Em để đâu mình... phải là vợ bán kiến gì đâu mà dữ dằn vậy. Không, nhưng mà nhiều khi á, cái tôi của em lớn quá. Dạ. Em thích cho cái cảm xúc em nó đã, nó thăng hoa. Chị nói ví dụ vậy. Bây giờ chưa có bị áp lực nhiều, mới ra trường. Mai mốt đi làm áp lực nhiều, cơm áo gạo tiền rồi con cái rồi bạn bè rồi xã hội nhiều cái áp lực nhiều. Dạ. Cái về mình giỡn mình nhây nhây kiểu đó hoài á. Cái cơn nó lên làm cái bắt xong. Cái chồng cũng đã, vợ cũng đâu có dựa. Vợ nó quýnh tôi hả? Rồi mà được lần là cứ bị cái hương làm hoài. Cho nên nói những cái chuyện mà trong tương lai thôi. Dạ. Để mà phòng hờ thôi. Chứ còn hiện giờ là tụi em đang rất là dễ thương. Hiểu không? Nhưng mà đôi vậy là đủ rồi. Không có làm lầy thêm nữa. Thấy em chồng ước không? Mong vợ đừng có lầy quá nè. Đừng có nhây quá nè. Đúng không? Dạ. Đúng không? Đó, còn ngược lại chồng á thì vợ cũng muốn chồng phải tự tin, phải cởi mở. Dạ. Rồi, thôi chỉ biết chúc các bạn hạnh phúc thôi. Vậy nha. Dạ. Rồi, chào em. Dạ. Em tên là Khánh Chi, năm nay em 23 tuổi. Và hiện nay thì em đang đi học. Đi học. Con em? Em tên là Hưng, hôm nay em đang là nhân viên của Bi Sài Gòn. Em năm nay em được 28 tuổi. Anh Hưng gặp em Chi trong trường hợp nào? Thôi chắc để em nhường bà xã em nói cái vụ gặp nhau đúng không? Cái vụ gặp nhau đi. Chắc nó ly kỳ lắm hay sao mà chồng em bắt xe qua cho em vậy? Tụi em gặp nhau lần đầu tiên là khi mà tụi em đi uống cà phê. Thì em đi với đám bạn của em, còn anh Hưng thì đi với đám bạn của anh Hưng.
Khi mà em bước ra để đi về thì anh Hưng có kêu em là cứ kêu Chi, Chi. Quay mặt lại nhưng mà em không xác định được là ai hết. Thì nhà bà xã của em với nhà của em là gần nhau. Thì có một buổi chiều em ngồi trước nhà đó, thì em thấy Chi chạy qua, nó ủa sao con nhà ai mà dễ thương mà không biết nhà ở đâu hết. Tình cờ lại gặp nhau ở ngoài quán cà phê. Thì làm thì là nó rồi cơ hội mình tới. Nghĩa rồi. Nghĩa là em biết cái bạn này tên là Chi. Dạ. Ở gần nhà em. Em thấy bạn thường xuyên đi ngang qua nhà em. Dạ. Đó, vô tình bữa đó gặp quán cà phê em cứ tưởng là em quen người ta rồi đó, em tự động em kêu người ta Chi Chi, mà thực ra tao không biết em là ai, đúng không? Rồi. Khi mà Chi quay lại thì em thể hiện cái hành động của em là như thế nào? Em muốn là Chi là biết em là người kêu, tại vì sợ Chi lại tưởng mấy thằng kia nó kêu nữa thì lúc đó lại đổ vỡ. Sao quay lại mà sao không nói gì nói sao? Sao bạn này sao chảnh như vậy? Mình nói là mình phải chắc là phải chinh phục cái bạn này mới được, thì mới xin số điện thoại. Xin số điện thoại rồi ngày nào em cũng gọi. Anh muốn hỏi ấn tượng đầu tiên của em về anh này là như thế nào? Khi mà lần đầu tiên em biết ảnh là sau khi mà ảnh gọi điện thoại anh hẹn em đi uống cà phê. Thì em gặp mặt ảnh ở quán cà phê, cũng cái quán đó đó. Thấy ảnh nhưng mà là gặp buổi tối. Thì cũng mờ mờ thôi, không biết là hôm đó có để râu không, nhưng mà tóc thì không có. Rồi đến bao lâu thì em mới chính thức tỏ tình với cô ấy và quen nhau? Thằng Tân ngày nào cũng gọi điện thoại để tâm sự, rồi kể hết chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Lấy cái cớ đó rồi cuối tuần hẹn đi uống cà phê rồi đi dạo. Bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ, sau đó khoảng gần một tháng. À, có một tháng thôi hả? Dạ. Là cách đây mấy năm rồi cưng? Dạ, cách đây khoảng hơn 4 năm rồi. Ồ. Wow, vậy lúc đó là Chi nhỏ xíu ha? 18, bắt đầu học lớp 12. Rồi, hai đứa yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ, tụi em yêu nhau gần 4 năm thì cưới. Là do con tim mách bảo phải cưới nhau hay là do một cái gì đó tác động bắt phải cưới? Dạ, bác sĩ kêu cưới. Bác sĩ là cưới, ông muốn hỏi đại chứ không cứ là bộ. Khi mà được bác sĩ kêu cưới thì cái cảm giác của em như thế nào? Vừa lo sợ vừa sung sướng, nhưng mà trước mắt là kêu Chi lại về bàn để nói với ba mẹ hai bên, thì may mắn là đồng ý rồi. Theo lẽ nếu mà bác sĩ chưa biểu cưới thì chắc cũng chưa cưới đâu, đúng không? Dạ, nếu mà bác sĩ chưa biểu cưới thì cũng sau cái ngày cưới đó khoảng một năm là tụi em cưới. Đó em cũng dự định là có cưới. Nghĩa là cưới sớm trước năm. Dạ. Có vợ trẻ măng như vậy lại mang một cái tin vui đến cho mình thì chắc lẽ là ông xã em cưng em lắm hả? Anh cưng em thì phải nói là cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa luôn. Không có để em động tay động chân bất kỳ việc gì á, xuống xe là cũng phải đỡ, rồi ăn cái gì mua cái gì cũng phải nghĩ đến em, ăn cái này thì tốt cho bà bầu nè, ăn cái này thì tốt cho con à, rồi em mua đồ này cho con đi, mua đồ kia cho con đi. Nói chung là tôi rất là tâm lý. Cưới nhau về là mỗi ngày anh đều hôn em nè, rồi cũng đều nói là anh yêu em. Nhưng mà sau khi đẻ con ra em nói sao anh không nói yêu em nữa. Em đừng bắt anh nói những câu giả dối như vậy. Hoặc là anh nói là hiện giờ anh yêu người khác rồi, là anh yêu con đó. Vậy hả? Rồi cái cảm xúc của em sao sau khi bị trục xuất khỏi cái trái tim của chồng em? Ban đầu thì có hụt hẫng, tại vì mình phải dành thời gian nuôi con nhiều quá mà lại ít có sự quan tâm của chồng mình nữa, nên mình cảm thấy rất là hụt hẫng và lúc đó bị stress rất là nhiều. Chị hỏi Hưng nè, lúc mà vợ có bầu á, Hưng lại cưng được như vậy, giống như mỗi ngày mỗi nói yêu em mà sau khi sanh rồi là Hưng lại nói không được là sao? Khi có con, cái đó là cái thời giai đoạn khó khăn nhất, là tìm hiểu mọi thứ rồi mình phải chăm con sao, mình phải nói gì với con mặc dù nó biết nghe không, rồi mua gì cho con ăn, con chơi, con coi gì đó, thì những cái thứ đó nó làm vơi cái tình cảm với bà xã. Đó là cái cách giải thích của em, đúng không? Dạ. Và để làm sao em được thành một người chồng, một người cha hoàn hảo, đúng không? Dạ. Và có hoàn hảo không? Nói chung là hiện giờ vẫn chưa hoàn hảo. Hỏi nè, hỏi thẳng luôn nè, ổng hay đi nhậu không? Trời ơi, một tuần là 7 ngày rồi. Chắc luôn, làm bên kia mà. Hay nhậu chứ. Em sinh con em nằm ổ là ảnh cứ một tuần đủ 7 ngày, không sót ngày nào. Đi nhậu về rồi làm gì? Nhậu về chắc liền, ngủ. Hay là quậy hay là sao? Nhậu về ói xong rồi đi lên ngủ. Có lần nào mà về mà gây sự cãi vã với em không? Cũng có, đến đánh nhau. Cái gì? Đánh nhau luôn hả? Dạ. Anh đánh lại không mà em? Ai là người động tay động chân trước? Em luôn luôn là người bạn này khởi nguồn. Mà đánh là ổng nằm im cho đánh hay sao? Dạ không có, để em kể cho nghe. Lần đó là anh đi nhậu về trễ quá, em đóng khóa cổng luôn, em không có cho vô nhà. Rồi anh cứ ngồi anh kêu hoài ngoài trước á, thì em mới ra em mở cửa vô, thì chắc là biết lỗi hay sao, cứ ôm mình, cứ xin lỗi, cứ muốn làm lành. Nhưng mà em lúc đó em tức lắm rồi, máu em lên tới cổ rồi. Cái em mới tát vô mặt ảnh. Em tát hoài, cứ tát hoài, nhưng mà ảnh cứ tưởng là em đang giỡn, nhưng mà thật ra là em đang tát thiệt đó. Nhiều khi tát không phải, ảnh bị tát quen rồi, giống như là đêm
giống như là đêm nào ngủ mà ngáy là em bật dậy em tát luôn cái hết cỡ tay em luôn, nên quen rồi trai rồi nên không có biết là tát thiệt hay tát giỡn. Nhưng mà lúc đó em tát một hồi sau ảnh mới giống như là nóng lên á, mới xô em ra cho em té xuống, ảnh cũng là ảnh tát em một cái, tát xong ảnh lên giường ảnh nằm ảnh ngủ tỉnh bơ, còn em đứng đó em cứ nhìn vậy. Thì lúc giờ là duy nhất là bị ông tát cái đó thôi hay sao? Dạ đúng rồi, nói chung là tụi em cứ đánh nhau nhiều lắm nhưng mà do em đánh ảnh thôi cho nên không quen với em. Trời thương quá, hèn gì cái đầu tự lưỡi. Đánh nhau gây nhau đến mức mà mẹ chồng em phải lên nói cái gì vậy, cái gì vậy, thôi con, thôi thôi. Bây giờ tới em đó, em nói về những cái thật xấu của vợ anh đi. Người ta có một cái xấu nhất, còn vợ em có hai cái xấu nhất. Thứ nhất là cái nói dài, nói dài. Nửa đêm ngủ dậy cũng kêu dậy nói cả tuần, nhiều khi tháng luôn cũng không chừng nữa. Là một tuần nói luôn? Dạ. Có khi một tháng nữa. Ví dụ nói một câu chuyện hả? Dạ, ví dụ như em mắc lỗi cứ nói hoài, cứ ăn cơm cũng nói rồi. Rồi cái đó là cái xấu thứ nhất. Cái xấu thứ hai mà cũng là xấu nhất nữa là gì? Dạ, cái xấu thứ hai là cái ham tiền. Có nghĩa là ăn cắp thôi là vô địch thiên hạ. Ăn cắp hả? Dạ. Hôm nào mà đi làm đi nhậu về mà thay đồ ra rồi bóp hay là quần máng lên là chắc chắn mất tiền. Rồi, ủa, ở nhà là người nào giữ kinh tế? Bà này giữ kinh tế, có nghĩa là bà mình... này giữ kinh tế. Nhưng mà thở ra là bị mất cắp. Dạ, có nghĩa là hôm nay phát cho bao nhiêu đó tiền, chiều còn dư là cắp lại. Một ngày phát cho được nhiêu? 100 ngàn. Ngày phát cho được 100 ngàn. Uống ly trà đá 10 ngàn. Ăn cơm tắm rồi đúng 30 mấy, 40, nhiêu 50 là ăn cắp lại. Cắp lại. Nhưng mà bây giờ hết ăn cắp được rồi. Thì sao vậy? Tại vì trước khi nhà em giấu. Có bữa mà anh đưa bóp cho em, anh nói nè bây giờ tôi đưa cho bà cái bóp đó, bà giữ bóp tôi luôn đi, nhưng mà em mở ra là không có một đồng nào trong đó, chỉ có mấy cái card visit, thẻ ATM, gì cũng giấu hết trơn, hình ảnh gì trong đó thôi, còn không có một tờ nào trong đó. Nhưng mà thật ra là tiền ở trong đó 500 ngàn, mà anh gấp kiểu nào, anh nhét vô cái ô nào đó, mà tới bữa sau mới thú nhận là anh nhét vô cái ô đó đó. Giờ anh móc ra cho em coi. Rồi còn một lần nữa anh giấu tiền trong đôi giày đó, mà làm sao em biết được tiền ở trong đó. Cầm lên cái mùi nó sọc vô mặt mình là mình muốn quăng cái giày rồi. Vậy mà anh giấu trong đôi giày đá banh. Rồi lâu thiệt lâu sau anh mới khai là bây giờ tiền, hồi đó tiền anh giấu trỏng đó. Rồi Hưng ơi, dạ. Bây giờ điều em mong muốn ở vợ em thay đổi lại gì? Hãy nói đi em. Thay đổi đi em. Em mong muốn hiện nay nhiều nhất của em là vợ em bớt nói nhiều. Em nhức đầu quá em chịu không nổi nữa. Em như thế có lên lương không? Không, cái này còn nữa là ăn cắp thì giờ hết ăn cắp được rồi, tại vì em đã giấu hết rồi. Có tìm được chỗ giấu rồi. Chỗ giấu là hôm nay phải giấu chỗ này, ngày mai giấu chỗ kia, ngày mốt giấu chỗ nọ. Thay đổi thôi, ngủ mà lo cái đó không mà tóc mà không nổi. Còn em? Còn em mong ở chồng em là phải biết quan tâm em hơn nữa và bớt đi nhậu lại. Trời ơi, trước khi cưới là em phải lên một kế hoạch là làm bản sắp đơn kết hôn, ví dụ như hành hung vợ hay là xúc phạm vợ hay là đi nhậu quá nhiều hay là cái gì đó, lý do em đã ghi sẵn của đó hết rồi, em ký sẵn luôn để đầu giường, để khi nào mà phạm vào cái nào thì móc ra cho ký rồi đi. Không sống bằng khát vọng luôn. Hiện giờ qua cái tiếp xúc với tụi em á thì tụi chị thấy là rõ ràng á cái cuộc sống của tụi em hiện giờ đang rất là thú vị đúng không? Chỉ có đôi điều những cái chuyện chẳng hạn như vợ em nói là bớt nhậu á thì chị nghĩ cũng đúng hơn để mà giữ gìn sức khỏe. Còn cái việc mà em giấu tiền, chị chúc em mỗi ngày em mỗi tiền lên được nhiều những chỗ mà cái đó. Nha, chúc tụi em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn em. Cô Hồng Dân. Khoan, bây giờ nói lớn lên nghe. Nói lớn lên. Rất là cao to đó, cho nên là giọng nói phải lớn lên nha. Hoành tráng lên con. Cao hơn tôi đó, nha, cho nên phải nói lớn hơn tôi. Xin chào cô Hồng Vân, là anh Quốc Thận. Xin chào toàn thể khán giả đang xem đài. Con tên là Nguyễn Thanh Trung, năm nay 36 tuổi. Ừ, chào Trung. Dạ. Trung đang làm gì con? Dạ đang làm cơ quan của nhà nước. Trung đang là ở quận mấy? Dạ Phú Nhuận. Phú Nhuận. Ủa? Dạ. Gần sân khấu cô không? Dạ gần cô. Vậy á hả? Dạ. Vậy con có làm ở bên ủy ban quận không? Hay là làm ở cái trung một cơ quan vòng vòng ngay đó? Con ở dưới phường con. À vậy dạ. Hả? À. Có phường 11 của cô không? Dạ con ở phường 4. Có qua cô sân khấu phường... Có qua sân khấu cô coi không? Dạ, cũng có. Tại hội nghị này kia là qua bệnh không? Rồi. Thôi mời. Dạ con chào cô Hồng Dân và anh Quốc Thận và các khán giả xem đài. Tên là Nguyễn Thị Kim Đính. Kim Đính. Dạ, con 34 tuổi. Rồi con đang làm gì? Dạ, con làm giáo viên mầm non. À vậy hả? Là con dạy trường trong quận mình hay là? Dạ. Trong quận mình luôn? Dạ. Đừng nói trong hẻm nhà cô nha, trong hẻm nhà cô có mấy trường mầm non á. Dạ, con làm. Chính đó con. Dạ, hồi trước vợ con là làm ngay cái chỗ Nguyễn Đình Chính đó con. Là cái trường Home Kids.
Bây giờ nhưng mà rồi cô. Nghĩ rồi. Dạ. Dạ. Cái khu chỗ chị nhiều trường mầm non lắm. Vậy hả? Ừ. Ê, rồi. À, vậy thì chắc có lẽ là hai bạn là chắc chắn rằng là sẽ gặp nhau trong một cái công tác gì đó ở phường đó, ở quận, cho nên là hai bạn gặp nhau và tìm hiểu nhau và quen nhau, đúng không? Dạ. Đúng. Hay không? Giờ cuối em Linh với chị. Hay quá, em Linh quá. Giờ cuối. Lâu lâu em trúng được một lần mà trúng đậm trúng đà luôn. Đậm đà luôn. Giống như trúng độc đắc vậy đó. Ừ. Trúng lần. Ừ. Đâu hai đứa gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Dạ, thời điểm đó là đang là mùa hè xanh. Ừ. Đi đoàn. Thời điểm đó là còn trẻ mà mình còn tuổi đoàn nên mình cũng tham gia đoàn ở tại địa phương. Dạ. Thì nói chung là khi mà mùa chiến dịch đó thì nói chung là mới đầu là quen là em của vợ thôi. Tức là quen em trai biết, hay là em gái? Em gái. Em gái quen em. Quen biết thôi đúng không? Quen biết là quen biết bên đoàn thôi. Em là giống như là thiếu nhi của khu phố. Thì mới quen. Thì mới nói chung cái mùa đó là đang làm lễ chiến dịch mùa xanh mới mời. Tức là kêu chị hai đi cho vui. Nói chung đi là đi cho vui thôi, đi biết đi đoàn thôi. Thì tình cờ là gặp. Rồi tình cờ gặp thì cái ấn tượng đầu tiên của con về bạn này sao? Dạ. Ấn tượng đầu tiên của con khi con nhìn thấy bạn này thấy ấn tượng gì? Con có thích liền, có kết liền không hay là không sao? Con thời điểm đó là nhìn tưởng thiếu nhi con. Mà nhỏ quá hả? Từ nhỏ con quá đúng không? Hồi lúc bây giờ là mập đó chứ. Ờ chứ sao thời điểm đó có ốm mà lúc đó em nhiêu tuổi? Nhi á, nghĩ thiếu nhi. Dạ mới có 20 tuổi à. 20 tuổi thì ổng hơn người ta có 2 tuổi thôi. Mà ổng nhìn nam tử ta thiếu nhi. Mà ổng làm như là ổng lớn lắm. Không vậy phải đó. Tại vì ổng dậy thì dữ lắm, ổng dậy thì sớm, ổng cao to nữa. Em lúc đó em có 42 kg à. Vậy là lúc đó con mét nhiêu? Con có mét rưỡi. Mét rưỡi mà 42 kg mà là nhỏ chồng, xíu xíu. Ổng chồng lúc đó chồng mét 8 không? Dạ mét 8. Đó, ổng cao hơn có 30 cm hay nhiêu. Nhưng mà ốm. Cũng ốm luôn. Anh ốm nhiều. Ờ vậy đó hả? Rồi. Rồi con gặp ảnh có ấn tượng gì không? Con lúc đó anh thấy hả thì kêu tên qua lại vậy thôi. Rồi xong rồi thấy ảnh nói chung là bình thường à. Chưa cái ngày đó là chưa có ấn tượng, chưa ấn tượng gì hết. Dạ. Nói chung là hai bạn, bạn này thì ấn tượng bạn này là giống thiếu nhi, thấy không, lại đây chú dẫn đi chơi đúng không, còn đây thì không có một ấn tượng gì hết. Hồi vậy sao quen nhau? Ừ đó. Sau cái chiến dịch mùa hè xanh đó thì bao lâu tụi con chính thức quen nhau? Chắc cũng được 2 tuần hay gì. 2 tuần là 2 đang tuần. Đi cũng lâu quá. Chà, chị ơi con, 2 tuần lễ luôn. Ờ, 2 tuần dữ lắm á, 2 tuần là 14 ngày á. Quen là quen làm sao con? Tại vì lúc đó là cái ngày đó là đi sinh hoạt đoàn thiếu nhi mà cái ngày đó ảnh á thì ảnh nói là ngày mai thứ bảy chủ nhật anh bận rồi, thôi em dẫn mấy đứa nhỏ sang sóc mấy đứa nhỏ để cho tham gia chơi lễ hội mùa xanh. Thì con thì cũng nghĩ là lúc đó là thì thôi thì mình cũng lúc đó cũng vô mùa xanh mình thấy cũng thích rồi, thôi cài dẫn mấy đứa nhỏ quan tâm lo mấy đứa đó cũng chơi hòa đồng vậy. Rồi con mới nói thì cũng nhắn tin qua lại là anh dặn là ngày đó chương trình gì chương trình gì. Rồi thì con cũng làm theo vậy á. Sau ngày đó dẫn lên cái coi như là lên tiết mục là ngày chủ nhật ông bà cháu. Thì anh tối chiều anh mới gọi điện thoại là anh dặn là anh nói, tối nay anh lên trễ có gì em lát hồi lo cho mấy bạn đi mấy bạn nhỏ. Xong rồi thì lúc đó thì con cũng lo xong rồi tối anh cũng lên. Anh lên thì lúc đó anh mới nói là anh mới coi thử rồi sao. Thì lên tự nhiên anh vuốt tóc con. Anh ngồi sao anh vuốt tóc thì lúc đó con mới có ấn tượng. Tự nhiên tim đập nó giống như lần là người nó nắp trai vuốt tóc đúng không? Dạ đúng. Tức là ngộ ha, con người ta cái tình yêu nó ập đến một cách lạ lùng lắm. Không có cái gì hết trơn, vuốt cái pẹt cái là yêu. Đó. Sao lạ lùng vậy? Ủa nhưng mà điều gì mà khiến cho em vuốt tóc cái em bé thiếu nhi này? Thời điểm nó tóc dài mà mướt. Nhưng mà cái vuốt tóc đó của con là vuốt tóc của một người anh đối với một em bé hay là của một người con trai vuốt tóc người con gái mà mình đã cảm thấy là mình hơi thích rồi? Dạ đúng rồi. Là lúc thời điểm đó là cũng nói chung là tại vì khoái đi chơi với gia đình sao nó cũng nhắn tin qua lại nói chung là cũng đã thích rồi. Đó là cái vuốt tóc của cái một người con trai với một người con gái đúng không? Bởi vậy bé này nó mới nóng rần rần. Chứ còn một người anh mà vuốt tóc một đứa thiếu nhi là không có nóng được. Vuốt kiểu kỳ lắm. Còn kiểu bạn trai mà vuốt tóc để tỏ tình đó. Điện đó con, điện đó. Mà lúc đó em có cảm thấy có điện
Nó xiêm mọi người có không? Có xiêm cái dòng á, chị nói em nghe cái tóc á, cái điện nó truyền qua tóc dễ sợ lắm. Thành ra là khi mà cái bàn tay nó nóng lên á mà vuốt cái tóc này á, là cái đương sự đó là sẽ bị tóc nó giật ngược, cái điện của tóc giật ngược trở lại người, rần nóng lên là lý do đó. Thiệt sao em không cảm nhận được đó, là em không có tóc lấy gì mà cảm nhận. Rồi sau đó thì đến bao lâu thì coi như là hai bạn mới có nghĩa là có một cái bước tiến xa, đi chơi riêng, rồi đi gia đình xe, có... đi coi phim đồ này kia, rồi có ra mắt gia đình không, và gia đình hai bên có chịu không? Dạ, lúc đầu thì có, nói chung là cũng có đi chơi, rồi tại sau là chủ đó là hoạt động đoàn. Sau bữa đó đó rồi có rủ người ta đi uống cà phê rồi đi coi phim đó, rồi không? Có không? Nói chung là sau đó là đi làm công tác, sau đó mới rủ về nhà, thì rủ về nhà chơi. Thì thời điểm đó là lúc đó có bố có mẹ rồi có em trai ở nhà nữa. Rồi sau đó tự nhiên hỏi cái bố mẹ đi công việc hết rồi, em cũng đi luôn. Thì nhà chung là cũng có hai vợ chồng ở nhà thôi. Thì điểm đó là nụ hôn đầu tiên đó. Là ở nhà của em. Dạ. Nhất định không ở rạp chiếu phim mà là ở nhà luôn. Có nghĩa là dắt qua nhà cái hên quá ông bà già đi hết. Mình tính không bằng trời tính đó, thấy không? Thiên thời địa lợi. Đó, đúng không? Dạ. Là chỉ là nụ hôn đó đúng không? Rồi nè, cái lúc hôn á nó có nóng giống như là lúc vuốt tóc không? Đó, lúc đó nó tự nhiên mình cảm thấy nó lạ lắm, nó ngồi lần đầu tiên nữa. Bởi vậy rồi là sao nó tê tê đúng không? Dạ. Rồi lúc đó hôn là hôn ngồi không hay đứng? Tại đứng là đứng đâu đứng không? Đứng là bị khòm xuống. Chết đúng không? Rồi sao nè, rồi sau đó thì là nói chung là bên gia đình có biết, bên gia đình của em á biết được cái tình cảm của hai đứa thì có ủng hộ không? Này cũng đi qua lại vậy á. Nhưng mà xong thì tới cái mùa trung thu, nhớ nhất là gia đình bên nhà ảnh á đem qua giống như là để hỏi trước thôi, để giống như hai đứa quen nhau để cho biết hai bên gia đình. Nhưng mà thực chất bên gia đình con không có chịu. Tại sao vậy? Nói là con còn nhỏ quá. Rồi với lại nói riêng con á là nhà nó có khá không mà nào quen. Rồi phải quen người nào phải có vật chất sau này mới sung sướng. Cho con đỡ khổ đó. Dạ đúng rồi. Quan điểm của ba mẹ. Rồi sao? Rồi từ lúc đó con biết điều đó không? Tưởng đó là con cũng chung là bên gia đình vợ á, thì cũng lúc thời điểm là nói như vậy là em còn nhỏ để đi học, thì bản thân cũng nói là để cho em đi học thì con chỉ qua đây là ta để mà xin phép được quen em thôi. Chứ không có là không có gì. Nhưng mà coi như là gia đình bên này không chịu. Thì đúng rồi. Rồi sao? Và em rồi sao? Cái con cũng làm liều luôn, quen đại luôn, cái xong rồi cũng một thời gian vậy con cũng bỏ đi. Con bỏ nhà bỏ nhà luôn. Lúc đó là đi, tức là hai đi đứa đâu? Là đúng rồi đó, đi đâu rồi ba mẹ có đi kiếm không hay như thế nào? Ở chung cũng đi kiếm hay gì á. Em đi nhưng đâu mà em bỏ nhà em đi đâu? Kiếm ngay giống như là cái nhà trọ hai đứa ở. Anh cũng vẫn đi làm bình thường. Xong tới giờ về với con vậy, mà đi con đi có 3 ngày con về. Mấy ngày? 3 ngày. Tại sao về? Thì cái xong lúc đó tự nhiên cảm thấy anh nói thôi đem về đi, có gì thuyết phục gia đình chứ mình vậy là không có được. Cũng đi. Rồi cũng là hai đứa cũng nói về thì cũng nói dạ dạ, nói con vậy dạ dạ. Cuối cùng con cũng thời điểm đó là con đi làm vừa đi học nữa thì con rồi xong rồi cũng quen. Nhưng mà lúc mà con bỏ đi vậy đó rồi ba mẹ có đi kiếm con không? Có đi kiếm, con cũng biết đi kiếm rồi xong thấy đi về. Có báo công an được không? Có luôn, đủ. Con bỏ nhà đi mấy lần? Con hả, đi tới 2 lần. Lần thứ hai là cách lần thứ nhất bao lâu? Cũng mấy tháng. Về là lúc đó là cho con ở nhà luôn. Không cho con. Không cho con không. Con đi không gặp ảnh. Không cho con đi làm, không cho con gặp ảnh. Dạ đúng rồi, cấm. Sẽ phải bỏ nhà đi lần thứ hai. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi em, cái lúc mà vợ bỏ nhà đi, lúc đó bạn gái bỏ nhà đi, bạn còn rất là nhỏ. Và đã vậy bên gia đình, bên bạn này lại không thích em nữa. Thì lúc đó có sợ không? Nói chung là bản thân thì cũng có hơi sợ một chút. Sợ điều gì?
nhưng mà sợ là ví dụ như sau này làm khổ em đó như thế nào. Nhưng mà thì nhìn chung thì mình cũng suy nghĩ là thời điểm đó là cũng đã đi làm rồi. Cái công việc rất là ổn định, tại làm ở cơ quan nhà nước mà con, rồi công việc rất ổn định, tại thời điểm đó là em vô làm cơ quan nhà nước đã làm rồi. Nói chung cũng tại vì gia đình cấm cản rồi cũng nói này kia, cũng có thời điểm nói chung là hai bên gia đình cũng có bờ lề qua tiếng lại nên cũng có hiểu lầm. Nên bản thân thì cũng cố gắng nên em này đi bỏ đi nhà thì bản thân cũng muốn là về nhà, nhưng mà tại vì do là hai đứa nói chung là thời điểm đó rất là thương nhau. Đó, nên mới vậy quyết định là thôi để từ từ mình sẽ về mình nói với cha mẹ sau. Nhưng mà lần thứ hai là tụi con đi là tụi con có những cái quyết định gì mà nó dữ dội hơn lần thứ nhất không? Có, thời điểm đó là tháng 5, là lúc thời điểm tháng 5 thì đi tới tháng 5 tại gần Tết nữa thì em ăn Tết rồi sau đó qua tới tháng 5. Thì tháng 5 hai đứa con mới làm đăng ký kết hôn luôn. Tự dẫn nhau đăng ký kết hôn luôn. Dạ. Không sợ gì hết. Dạ. Rồi sau đó sao? Về mẹ, mẹ của em biết không? Dạ biết. Tại vì mẹ nói là giờ hai đứa cứ ra làm đăng ký kết hôn. Là mẹ chồng coi như là ủng hộ. Dạ, bố mẹ chồng thương lắm. Bố mẹ chồng thương vợ. Rồi sau đó mẹ chồng mới khuyên, có qua nói chuyện với có mẹ. Mới khuyên nó thôi con về con nói chuyện với gia đình con đi. Chứ nếu mà giờ không nói là không được. Đời mình con gái mà có một lần thì bố mẹ mới khuyên vậy. Rồi con có về không? Dạ có. Rồi về rồi phản ứng của mẹ sao? Thì mẹ bà buồn bà khóc mà. Rồi xong cuối cùng là bên gia đình chồng có qua nói chuyện với bên gia đình bên đây không? Dạ, dạ có. Rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng là rồi. Nói chung là cha mẹ của vợ thời điểm đó cũng có đồng ý chưa hay là đã đồng ý rồi. Là lúc thời điểm đã đồng ý thì lúc đó mới mời cha mẹ qua để mà xin cưới luôn. Đồng ý mà cũng hơi buồn. Dạ đúng rồi. Buồn là bởi vì đi bỏ nhà đi. Dạ. Rồi đã vậy đi rồi đăng ký kết hôn nữa. Dạ. Đúng không? Nhưng mà cũng phải đồng ý. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì mới đám cưới? Dạ vừa nói xong là qua tháng sau đám cưới luôn, hai đứa cho làm đám cưới luôn. Rồi cưới xong rồi có một cái biến cố gì nữa không? Hai đứa. À, cưới xong á thì sinh ra lúc đó thời điểm là vợ sinh đứa đầu tiên á là lúc đó 1 tuổi rưỡi, thì biến cố lớn là thời điểm đó là em đang bị bệnh. Ai? Con. Dạ. Em con bị bệnh, bệnh gì? Dạ, bao tử. Bị dạ dày. Rồi sao? Dạ, nặng không? Dạ nặng. Thời điểm đó là bác sĩ là chỉ định mổ. Nhưng mà sau đó bác sĩ chụp hình như thế nào không biết, nói là phổi có vấn đề nên mới kêu là thôi điều trị phổi trước rồi sau đó mới điều trị cái này lại. Thì trong cái thời gian đó là điều trị phổi á thì cái nhớ kỷ niệm nhất là ngày 14 tháng 5 và 2013 là đang ở nhà, nói chung là cũng đang bệnh trong người nữa, mình nằm nhà nghỉ ngơi tự nhiên nghe tiếng tách nghe là thấy người mình bắt đầu là đổ mồ hôi rồi nhiều, rồi lên cơn đau là bắt đầu là không biết gì, chỉ biết đau thôi. Ủa là sao, là bị gì? Phải thủng, bao tử. Trời ơi, nghe cái tách luôn hả? Dạ nghe. Con nghe luôn á. Nghe dạ, luôn rồi, tiếng lớn lắm. Dạ không có mê, mình vẫn biết. Rồi anh hét lên cái xong bố mẹ chồng mới chạy xuống hỏi, ủa có chuyện gì vậy Đính? Thì nó hình như anh bị bể. Trời đất ơi. Nhưng mà lúc đó là phổi là đã bớt chưa? Đang điều trị cái phổi đúng không? Cái phổi là đang điều trị. Đang điều trị phổi mà chưa kịp điều trị đau tử thì nó bể. Tại phổi đó lúc đó bác sĩ thăm khám là phổi không có vấn đề gì. À. Là chuẩn bị là chuyển qua cho để mà đi bao tử đó. Chưa kịp. Đó. Chưa kịp là nó bỏ, nó bể luôn. Rồi sao? Đi vô trong bệnh viện thì là bác sĩ vô giọng là giải phẫu liền đúng không? Dạ không. Trời, 8 giờ mà vô mà tới 12 giờ, 1 giờ mới cho vô phòng mổ. Mà bác sĩ nó nói là bây giờ nếu mà mổ á 50 với 50. Rồi coi như là ở người nhà chuẩn bị tinh thần đi. Trời đất ơi. Trời ơi, mà lúc đó con mới có 1 tuổi rưỡi thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Con mới có 25 tuổi. Trời ơi. Rồi sao con? Rồi sao nữa? 1 giờ mới vô phòng mổ. Dạ. Rồi cuối cùng có mổ không? Đâu dạ, có. Có chứ, mà giải phẫu chứ. Dạ. Tại mổ vì để mà làm lại hết cái bao tử của mình luôn. Cái dịch nó tràn ra hết luôn rồi trong cơ thể mình. Dịch nó ra ổ bụng hết rồi con. Trời ơi, có nghĩa là con bị bể ra luôn đó. Dạ. Bể theo cái kiểu mà giống như nó không phải lỗ nhỏ mà nó bự luôn con.
nó bự mà nó giống như là nó cương, nó như là nó tức á, rồi dạ đúng rồi, giống như bông bóng mà bể tan nát. Rồi nghe mà dạ đúng, nghe cái tiếng nổ mà đúng không? Dạ thôi khủng khiếp thiệt. Rồi sao kể tiếp đi, tức là vô trong phòng mổ là em biết hết? Dạ không, phòng mổ là như là không cái lúc mà nằm ở ngoài đi vô á. Dạ, cái lúc mà đi vô là biết hết luôn, là biết hết. À, lúc đó là em đi theo chồng nhá. Dạ đúng rồi. Thôi em cái giấy mà cái sợ giấy 50-50. Rồi xong rồi con hả, giống như là phải cầu nguyện, coi như trông chờ và giống như nghĩ là phép màu. Tại vì lúc đó bác sĩ nói là gia đình chuẩn bị tinh thần đi. Đó nghe cái đó khủng khiếp lắm. Có nghĩa là 50-50 đó đúng không? Nhưng mà rồi mình sao? Vẫn phải mổ. Rồi cũng cầu nguyện cho ảnh. Bao lâu thì ảnh mới qua có ngày kết quả? Sau qua ngày sau cái xong rồi nó đáng lẽ là thường mổ phi 1-2 giờ sáng đi thì ít nhất cũng phải 90 giờ trưa được ra, còn này đợi 90 giờ trưa mà bản tên không thấy tên càng lo nữa. Dạ đúng rồi, cứ sợ hoài mà gặp con mình còn à. Đúng rồi. Cái xong rồi cái lúc trưa cái bác sĩ mới nói là cho vô thăm người nhà. Mà cho vô thăm mới trời thấy ảnh tội nghiệp, dây nhợ đeo tùm lum người á. Chỉ biết là nói là thôi anh ráng. Rồi lúc đó con của con thì nó ở nhà với bà nội hay bà ngoại? Đúng rồi. Không, bà nội. Ở với bà nội. Ở xong rồi cũng về ông bà ngoại luôn. Ôi ôi. Rồi lúc mà vợ vô, lúc mà con mổ bao lâu thì con tỉnh? Khoảng 5 giờ sáng là mình đã tỉnh rồi con. Nhưng mà cái lúc mà vợ vô là có cảm nhận được không? Có, là biết hết. Chắc vợ khóc nhiều lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là chắc con nghĩ trong đầu con là bằng mọi cách là con phải vượt qua khỏi cái căn bệnh này, bởi vì vợ còn trẻ mà con thì còn quá nhỏ đúng không? Bây giờ sức khỏe con sao rồi? Giờ sức khỏe bây giờ ổn. Ổn hết. Bác sĩ nói sao? Giờ ổn, không có vấn đề. Ổn hết, thế xong cái bao tử là coi như là renew lại hết rồi đó. Giá là sao, là làm sao ta? Chắc người ta khâu lại. Dạ đúng rồi, cũng nghe nói cũng có cắt một phần nào nữa trong cơ thể anh. Lúc đầu là anh ăn chỉ ít sỉnh, không ăn nhiều được. Bây giờ ăn cũng đâu có nhiều đâu đúng không? Không, bây sau này từ từ mới ăn cũng... Cái tướng này mà đâu có ăn hết được. Rồi sau đó, rồi đến bao lâu thì em mới bình phục lại? Mất khoảng thời gian là bao lâu mới bình phục lại? Giờ khoảng 3 năm. 3 năm trời? Rồi 3 năm trời đó có kiên cử gì không? Dạ, kiên cử thì nói chung là cũng kiên nhiều. Ăn ít chứ không được ăn nhiều, mà ăn nhiều cử. Ở vụ kia có kiên không? Vụ kia chắc không. Tại vì anh phải kể cho phá không khí. Anh thấy giờ nãy giờ tội nghiệp quá. Vậy là bây giờ hai đứa có mấy đứa con rồi? Dạ hai đứa. Vậy là cái đứa đầu là 1.5 tuổi là ông đi dính. Dính cái biến cố đúng không? Dạ. Rồi ông dính về xong một cái là có đứa thứ nhì luôn. Dạ. Tại vì trong 3 năm đó đó, trong 3 cái năm mà ông bình phục lại đó là ông vẫn hoạt động bình thường cái vụ kia, đúng không? Tại vì con nói là thôi anh bệnh chắc anh điếu, không sao đâu, không sao. Cứ kia. Một lần một mà con. Một phát ăn ngay là có đứa nhỏ thứ nhì liền luôn. Trời ơi, cái hoạch của hai chồng. Súng đạn nó bể cái hoạch luôn đó. Chị ơi, nó bể cái ruột thôi. Chứ cái vụ kia nó không có bể. Tử đâu liên quan gì tới cái kia đâu, là hai con tù khác nhau mà đúng không? Trời ơi, vậy là có em bé liền. Dạ. Thôi không, vui không? Rồi giờ đứa sau là suôn sẻ hết hả? Có vấn đề gì nữa không? Dạ suôn sẻ. Không hiểu không? Ủa là trai gái là... Dạ hai bạn gái hết. Hai gái đúng không? Rồi giờ kinh tế tụi con ổn định hết chứ hả? Dạ ổn. Nhưng mà cái giai đoạn mà con vừa phải bình phục rồi vợ lại mang bầu đứa thứ hai thì cái giai đoạn đó kinh tế có khó khăn không? Tại vì tiền chữa trị, tiền thuốc men, tiền nuôi hơi khó khăn cái. Mà cũng nhờ chung là cha mẹ cũng đỡ đần. Tại thời điểm đó cha mẹ cũng có làm mà không có. Lúc đó là chắc gia đình hai bên thuận thảo hết rồi ha. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Thấy rồi cứ bệnh đau hoài rồi xong mà cha mẹ hai bên cũng nói thôi thấy thiếu hụt hoài, nhiều khi không có tiền mua sữa đi kia cái cha mẹ hai bên cho. Mình hai nhà gần nhau mà đúng không? Dạ gần. Lúc đó không có gần nữa, người ở quận 12 với ở Phú Nhuận nữa. Rồi bên này gặp biến cố là bị cái ruột. Còn em thì có bị cái biến cố gì nó xảy ra không? Sau này thì bé nhỏ nó được 4 tháng mấy thì con đi làm, cái xong rồi nó tự nhiên là lúc đó 4 tháng mấy làm là qua Tết á, tự nhiên tay chân con cầm gì nó cũng rớt hết. Coi như là rồi nó không cảm giác nữa. Kỳ vậy? Dạ. Rồi sao? Sao vậy? Cái tê tay này kia cứng luôn. Rồi con phải nghỉ làm. Có dấu hiệu bị tai biến không?
Không, nó bị giống như là chạy xe không được, nó tê mấy cái đầu ngón tay. Rồi làm sao? Cái tay trái hả? Bác sĩ nói con bị gì? Bị chèn dây thần kinh. Trời rồi ơi. Nó bị cái cục xương nó muốn lòi luôn. Vậy là có phải đi mổ hay chữa trị gì không? Có, con tiểu phẫu. Là phải đi mổ. Phẫu rồi, con nghỉ ở nhà cũng một thời gian, cũng 3-4 tháng cái mới đi làm lại. Trời đất ơi. Lúc đó là trong giai đoạn mà bạn này đang phục hồi đúng không? Dạ. Trời sao xui dữ vậy không biết. À quá vậy cứ giống như là mình nợ là nợ. Bởi thôi cho cha mẹ hai bên cũng không thể nào mà không đồng ý được, phải xúm vô để mà hỗ trợ đúng cho. Bây giờ bỏ tụi nó chắc nó chết luôn á, sao giờ. Đúng không? Thôi nhưng mà bây giờ thì đã tất cả mọi sóng gió, những cái biến cố nó đã xảy qua hết rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Nhưng qua mà, cơn bị cực rồi đó, dạ, bây giờ tới rồi. Hồi thời lại đấy. Nhưng mà trong những lúc khó khăn như vậy, hai đứa có bị bế tắc rồi cảm thấy khó chịu rồi có cãi vã nhau không? Nhiều lúc thì cũng có, nhưng mà nói thôi thà không sao đâu, từ cũng nói ảnh vậy á, thôi bây giờ mình khó khăn cái từ từ mai mốt sau mình cũng có, mình ráng làm đi cũng có được khá giả, đỡ lo chút thôi chứ không có sao đâu, cố gắng đi. Vẫn luôn đồng hành bên nhau. Dạ. Đúng không? Rồi bây giờ là bây giờ cuộc sống là có tốt hơn nhiều không? Dạ, có đỡ hơn chút mà. Đã nó qua cơn bị cực rồi mà. Bây giờ muốn hỏi thêm cái nữa để vui trong bụng. Về kinh tế có ổn hơn được không? Dạ, giờ thì cũng đỡ ổn. Tại vì hai vợ chồng vừa đi làm mà con thì buôn bán thêm đồ nữa vậy. Tại vì thời điểm đó cũng nhờ nhỏ bạn á, mua đồ trên mạng bình thường thôi, cái xong rồi thấy vậy á, ta thấy mình khó khăn quá tự nhiên tới thương bạn bè kiểu như mua đồ qua lại giùm á, cũng tình cờ biết mua vậy thôi, cái xong rồi người ta giúp đỡ mình. À. Là bây giờ con bán hàng online luôn hả hay sao? Dạ vừa bán hàng online là xong rồi làm. Vừa đi dạy ha. Dạ. Hồi nãy nói dạy gì em quên rồi. Dạ vậy trường mầm non. Vậy hả? Mầm non. Rồi thôi, bây giờ cái tay thì ok rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là mỗi lần dẫn lên nhéo ông vẫn được đúng không? Thôi giờ cũng phải qua cái kia. Vô kia chị. Đáng lý là thì cái cặp này cưng quá, không có muốn hỏi cái kia cưng đó quá. Nhưng mà cái format của chương trình là vẫn phải là sau khi về ở với nhau rồi á, thì có những cái tật xấu gì của đối phương nó mới lùi ra mà hồi lúc yêu nhau mình không có thấy. Đó, có không? Phải có tật xấu gì không? Nhưng mà vợ mình cũng có tật xấu, cũng phải có chứ. Đâu tật gì mà con thấy là con chưa có ưng bụng lắm đâu, tật gì đâu, nói cô nghe coi. Bừa bộn. Nhiều khi tại cái tay nó yếu á. Không phải là tay yếu này, còn cái này là cứ đồ về là dục rồi đó. Rồi ai dọn? Dạ, chồng dọn giùm. Chồng dọn không? Phải chồng bực mình phải không? Bởi chồng lên án liền đó, thấy không? Bừa bộn. Nhưng mà mỗi lần bừa bộn gì, mỗi lần dọn gì có cầm làm bá không? Không. Có vừa làm vừa nói không á? Cũng ít rồi. Không đáng kể làm mệt, về làm mệt rồi mà làm nữa đâu, mình cũng làm cho xong rồi. Rồi ở nhà chăm cũng không còn sức để nói nữa, thì chắc mệt quá rồi, không còn sức để nói nữa. Rồi ở nhà hai cô con gái là ai là chăm nhiều nhất? Chung em chăm nhiều nhất. Đâu còn tật xấu gì nữa không con? Ngoài hay quên lắm cô. Hay quên hả? Thầy nó mổ tay nó hay quên. Ngoài lại sanh hai đứa nữa cơ, bỏ luôn. Có cặp vợ chồng gì ông chồng đó hay quên mà hay chứng tỏ mình nhớ dai á. Hay quên là nhớ đúng, hay quên mà thích chứng tỏ mình là người nhớ đúng. Ừ đó, vậy đó. Bà có vậy không? Hay quên mà cứ nghĩ quên là quên luôn á. Nhiều dội lắm, dù đang làm gì vấn đề, đang làm gì xíu cái quên, cái bắt đầu đi qua làm việc khác. Là cái đó là còn để lại, mất tập trung á. Ai con đang làm cái xong mà ảnh cứ kêu em làm này cho anh, còn không làm cho ảnh cái anh buồn. Thấy vậy thì thôi kệ làm cho ảnh rồi chứ. Con quên cái con đang làm đúng không? Ừ đó. Thấy vợ vui tính quá. Vui tính rồi trẻ con quá. Rồi còn gì nữa không con? Nói chung là hết rồi con. Có hay nhẹ dạ cả tin không? Nói chung cũng tính cũng thật thà. Đúng rồi, cô nói chuyện cô thấy thấy bé này thật thà quá. Nó dễ bị gạt lắm nè. Có không? Bữa nào cô mà thà thiệt. Cô mà đến mà khóc lóc, cô nói con ơi cho cái hưởng tiền quá kẹt rồi, cô khổ quá là cho. Ý là ai mà nói gì là tin à? Dễ tin người. Thế là có bị ăn hiếp không? Có. Hiền quá rồi đúng không? Hiền. Hồi đó giờ, bây giờ em nói thiệt đi, hồi đó giờ đi chơi với bạn có bị bạn coi như ăn hiếp, bạn chơi kèo trên không? Có, nhiều lúc cũng có. Rồi những lúc vậy thì sao? Ở vậy nhiều khi con ít, em ít bạn lắm. Thì mỗi người mỗi tánh, bây giờ làm sao bây giờ? Bé nãy giờ nó muốn giữ chắc cũng không giữ được à. Đúng không?
con không thể nào con giữ được á, thôi kệ. Nhiều khi là những cái gì mà con bị thiệt thòi á đối với bạn bè xung quanh á, thì sau này á là con của con nó sẽ không bị như vậy. Dạ đúng rồi. Nó sẽ được hưởng cái Dạ. Hai đứa nhỏ nó làm sao? Trời ơi, hai đứa nhỏ nó là bạn bè hả? Đứa nào cũng bu quanh, thối ngày mà kêu bạn mua trà sữa uống là cứ có là uống. Đứa lớn nhiều rồi. Đem ly trà sữa về luôn. Năm nay 11 rồi. À, đứa nhỏ nhiêu? Dạ, năm nay 8. Thôi, cũng lớn rồi, dạ. Rồi. Rồi, bây giờ có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Chung là vợ thay đổi là cái thứ nhất là mình đừng có bừa bộn. Ừ. Thứ hai là dù mình quên nhưng mà mình phải có sổ ghi nhớ mình làm cái gì để mình nhớ. Rồi nó ghi xong rồi nó không nhớ cuốn sổ nó để đâu thì làm sao? Đó là quá nặng luôn. Cái đó là quá luôn. Đó là hết thuốc rồi. Nó để cho chồng giữ luôn. Tại vì có những người đó giống như sinh á, con sinh thường hay sinh mổ? Dạ con sinh mổ hai đứa đó. Hai đứa. Nó quên là đúng rồi. Không có nhớ đâu. Bữa đó cái cô vợ mà cái anh chồng kia nói á là có luôn, có nghĩa là cổ hay quên nhưng mà trong đầu cổ lại mặc định là cổ nhớ đúng. Nhớ đúng. Cái đó ác lắm luôn. Ừ. Cái đó là bệnh luôn, không thể nào chữa được. Trời, cái đó là mâu thuẫn hoài luôn á, drama hoài luôn á. Giống như là nói chứ anh em lấy giùm anh cái này nghe. Ly nước. À, một ly nước đi. Cổ chưa hề lấy ly nước ra bàn. Nhưng trong đầu cổ là cổ đã lấy rồi. Cãi cho bằng được là em lấy rồi. Mà chồng nó chưa hề có ly nước. Em lấy rồi. Vậy đó. Có cái dạ, nhiều lúc luôn nhớ mình đúng. Con sợ hay quên gì á. Nhiều lúc con cài báo thức biết. À, tới giờ rồi. Là giống như ảnh uống thuốc hay gì á, hay hỗ trợ thêm bao tử gì á, là con phải cài báo thức. Ừ, cài báo thức đi con, chứ nó ghi sổ là nó không nhớ sổ để đâu đâu. Nhiều lúc cài báo thức cũng hay bực mình lắm con. Tại vì cứ 5 phút báo một lần, 5 phút báo một lần. Cái dòng mà đang ngủ mà 5 phút báo một lần, 5 phút báo một lần, khẩu quả quá trời chuyện cần nhớ. Thành ra là cứ 5 phút nó báo. Không chết luôn á thiệt. Mà nhỏ ngủ không đủ giấc á, mà cứ báo thức hoài. Con ghi vô trong cái điện thoại, con để chế độ rung đi con. Dạ. Không được, không có sao á. Điện thoại lúc nào mình cầm trên tay á. Dạ. Chế độ rung cứ 5 phút nó nhắc con lần. Nó rung là đen làm cái gì. Ôi, chứ có điện thoại gì nhiều lúc quặn luôn. Thấy chưa, không nhớ để điện thoại đâu nữa. Con nó nặng quá rồi. Làm sao? Cũng có đó con. Cũng có đợt nó đi Đà Lạt. Cũng bị mất cái điện sao? Thoại đó con. Mà bảo quên đúng không? Dạ. Không nó để trên bàn xong rồi gia đình chạy xe thôi. Cái hồi mới nói, anh ơi, điện thoại em đâu? Ô, điện thoại em bỏ túi. Đâu kiếm cuối cùng có, quay lại gần tiếng rưỡi. Vị trí đó đi tiếng rưỡi nó chạy tiếng rưỡi, con chạy quanh lại đó là con bỏ hai cái điện thoại của hai đứa nhỏ vô, cái tự nhiên bỏ điện thoại mình ở trên bàn. Rồi giờ lát hồi mới chặt nha. Giờ tới em đó, ổng có bao nhiêu tật xấu khui đi? Ảnh nè, chỉ nóng tính nè. Nóng tính cái gì cũng được á. Nóng tính là thể hiện như thế nào? À, nhiều lúc nhiều khi làm mà gì mệt á, nhiều khi bực bội hay cáu hay thôi à. Có là em không? Thì anh cũng có quát la vậy thôi xong rồi. Thế là em nghĩ thôi cài nóng tính la vậy xong rồi lát rồi mình xin lỗi anh hay này kia, mình nói nhỏ nhẹ cái anh xìu với vậy. Cho nên anh la là tại vì con hay quên đó. Dạ đúng rồi. Đó là con anh cũng la biết. Là nhiều cho con, dạ. Con bừa bộn đó. Hả? Đó cô nghĩ là chỉ có hai cái đó làm cho anh bực bội anh la lên thôi. Mỗi đúng lần à, cái chuyện đó coi như con lỡ tay, dạ. Em lỡ tay rồi anh la lên vậy có bao giờ bị quýnh không? Bị quýnh quán á? Có lúc nói sao không biết làm gì nữa. Bị quýnh quán. Đúng rồi, bị mất phương hướng á con. Thực sự nhiều khi đó không phải là vợ con cố ý đâu. Mà là tức là đó giống như là sanh nhiều ha. Rồi bản thân vợ con là cái người quá hiền lành á. Quá hiền lành. Với lại cái thần kinh cũng không có vững bằng người khác. Tại vì quá hiền, quá kiểu mà thật thà. Không có đúng kiểu như đó. Có những người như vậy đó con, họ lành tính quá đi. Thành ra là bây giờ theo cô á, là con chỉ nên nóng khi vợ con bừa bộn thôi. Còn nếu mà vợ con bị quên á thì con đừng có nóng, là tại vì cái đó không phải là cố tình, mà là do là bây giờ nó quên là nó quên thôi, chứ không thể nào mà mình phải cải thiện từ từ. Cho nên lúc mà mình nóng lên á là càng quên nữa. Đúng càng lúng quýnh lên, mất định hướng, là không biết là mình phải nên như thế nào, mình làm như thế nào, thì như vậy cũng tội nghiệp. Thành ra con chỉ nên nóng khi mà vợ con bừa bộn thôi, để cho vợ con sửa cái đó thôi. Mà anh nghĩ cũng nên hạn chế cái việc nóng tính mình với người vợ này. Anh nói thí dụ nha, cổ đang làm một cái việc gì đó, cổ đang cầm một cái vật nhọn hay gì, một cái vũ khí gì đó. Không, cái này là có thiệt nha. Có nghĩa là vô tình thôi. Em có nghe trong một cái hoàn cảnh nào đó, em không kiềm chế được, em la lên một cái, cổ có bất ngờ quýnh quán.
thì những cái vật mà cô cầm trên tay nó có khả năng gây sát thương cho cổ, cho cổ và cho cả những người xung quanh luôn. Thì cái đó rất nguy hiểm. Không, thực ra tại vì bị giật mình thôi chứ không phải chị, có chị mình. Với tình trạng của bạn này thì nói chung là mình nghĩ cái chuyện mà lính qua lính quýnh, khi mà bị có một cái tác động từ ở bên ngoài thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là lính qua lính quýnh không biết làm một cái gì cả đó. Thì đó, ví dụ như rơi chẳng rơi, hạn như rớt. mình đang cầm cái mình rơi, cái rớt vô chân mình đau ví dụ vậy, hoặc là con đang sắc đồ chẳng hạn, đúng rồi vậy. Cái hết đứt tay đó, cái bị đứt tay đó. Đó, tội nghiệp em, hiểu không? Em phải không, thật sự ta được cái là nhà ít cầm dao lắm, mà không cho cầm dao. Không phải, thí dụ ra bếp là tại bếp là em nấu hết. Thì biết đâu được bữa nào bà hứng lên á, cái bà hương ấy lên cái bà không. Hoặc là nhiều khi á bà giá đồ thôi, không sợ cái kim bếp. Cái kim bà giá đồ sao vô tay. Ôi trời ơi anh ơi dính rồi. Cái kim chọt vô tay xong thiệt. Thấy không, tại người bị mất bình tĩnh á. Thật ra vợ em là một người rất là nhẹ nhàng, rất là mỏng manh yếu đuối. Đó, thành ra mình là cái tùng cây bách, một người cao 1m8 với một cô gái cao 1m5 thì mình phải luôn luôn phải che chở cho bạn đúng ấy rồi. Nên nâng niu bạn ấy hơn. Cô thấy á, bây giờ ba cha con của con á phải là cái người mà gọi là một cái hàng rào để bảo bọc, đúng rồi, và che chở cho vợ và mẹ. Không, cái đó cô nói thiệt, tại bạn này rất là yếu đuối, rất là mong manh, và cái thần kinh của bạn không có vững như những người khác đâu. Đúng rồi. Bạn hay bị giật mình thẳng thốt á. Hứa đi. Cũng qua hành trình này cũng mong là sẽ cố gắng khắc phục cái tính nóng của mình. Cố gắng thương vợ nhiều hơn. Vợ xúc động lắm á, nãy giờ là vợ rất xúc động luôn á. Khóc mấy lần rồi đó ha. Đó. Với lại là qua những cái biến cố, những cái biến cố mà nó có thể dẫn đến cái chuyện gọi là chia ly, sinh tử luôn á. Nó đã đến rồi đó, chứ phải không đâu. 50-50. Và em có biết em nằm ở trong phòng kia, nhưng mà bên ngoài vợ của em đã phải khóc biết bao nhiêu, phải đau lòng, sợ dữ lắm. Cho nên khi đã trải qua rồi, mình phải càng giữ và phải càng yêu thương cái người phụ nữ. Đúng rồi. Em. Với lại là con giữ cái mạng sống cho mình là bởi vì con nghĩ tới vợ, tới con của con. Đó. Đó là cái điểm mấu chốt để mà con bảo toàn được cái sức khỏe và cái mạng sống của con trong cái lúc sanh tử, còn gì nữa. Đúng không? Đúng rồi. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm nhớ lời cô dặn nha. Nhớ nha. 1m8 rồi đúng không? Dạ, lớn rồi. 1m8 với 1m5 nha chưa. Mình phải làm một cái mái nhà, mình phải làm một cái tùng cây bách. Đâu, có mái nhà rồi. Tại đó. Vì một đứa 11, một đứa 8. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nói gì nè. Đó, giờ nghe là bà đứng kế bên. À, phải luôn là cây tùng cây bách vững chắc và yêu thương vợ nhiều hơn. Nghe, lặp lại một câu của chị Vân nãy là qua cơn bị cực tới thời thới lai. Và hy vọng là cái thời đó nó đang vận vào hai vợ chồng bạn. Đúng rồi. Rồi. Xin chào. Rồi. Ok. Dạ. Tới cái phần